tùm tấm cô 10. Ở đây có hai cô 10 lần này. Cô 10 kia mình nghĩ chắc hơi nhầm. Trời ơi, buổi sáng nắng đẹp quá trời. Sắp tới rồi đó, đúng không? Cô 10 ở cô 10. Rồi, cơm tấm cô 10, đúng rồi. Đây, cơm tấm cô 10. Rồi. Ủa? Trời ơi, vậy là cái quán này cũng quán cũ à, quán quen nè. Trời ơi, vậy mà tôi tìm không ra ông ơi. Trời, cơm tấm của 10 là quán này hôm trước mình ghé rồi. Trời ơi, mà tôi đi xong tôi không nhớ. Đó, vô cùng hấp dẫn. Để chờ coi bà xã ăn cái gì nè. Khách rất là đông luôn, chỗ này rất là đông và rất là ngon rồi. Cũng 2 năm rồi đó mới quay lại đó. Theo cái tay của chị á. Rồi mấy dĩa, ăn gì nè? Sơn bì chả. Ăn gì mà? Ăn sơn bì chả hả? Có đùi gà kìa không? Đó, đùi gà ngon quá kìa. Cái nào này là gì chị? À, lòng. Rồi. Gà nó kêu thêm dĩa ăn chung. Rồi thôi, bốn dĩa sườn bị chả em ơi. Cho anh một dĩa thịt cơm với là sườn, được không có lấy gì hết. Anh cho bác ngồi rồi. Hai sườn bị chả, một sườn không. Một gà bị chả. Nha, hai sườn bị chả. Hai sườn bị chả, một sườn không, một gà bị chả. Rồi, đúng rồi. Trời ơi lâu quá, cuối cùng là cái chỗ này tôi nhớ mang máng rồi mình. Hồi xưa qua quay ở đây rồi. Cái tay em là cái tay rồi. Nói em thả lỏng vô rụng rồi. Ồ, hấp dẫn vô rồi. Cái theo là theo cái hành động của người ta đó. Ok rồi. Một gà bị chả hả? Rồi. Ủa có đùi không? Có đùi không? Ừ. Đúng rồi. Hai sườn bị chả, một gà bị chả, một sườn không. Một gà bị chả, hai sườn bị chả. Không. Hai sườn bị chả, một gà bị chả và một sườn không. Ồ, có cái nước nè, ôi dồi, nói nước lòng là ngon lắm nha, nói. Ngồi xuống ghế mình, ngồi ghế, kéo ghế. Rồi, ok, đây. Ồ, bữa không có gặp cô, không gặp cô Mười. Cũng 2 năm rồi đó, chứ ít gì nữa. Trời ơi. Dạ, cho mấy ly trà đá không mà. Cho mấy 4 ly trà đá đi, trời ơi. Về đây 4 mấy năm rồi, bán này thôi, ở đâu làm ăn được. Vô đây, từ từ. Mang gà hả? Mang gì? Vô là con người đi chợ chơi, có nhà. Đây với anh Sườn, rất quá. Canh ông biển ngon quá. Canh ông biển ngon.
Chỉ vì hôm nay là cô ấy là quyết tâm phải ăn được cơm, phải ăn cơm tấm chứ không nãy hủ tiếu cũng nhiều lắm, nhiều chỗ bán hủ tiếu ngon lắm. Cái quán này bữa mình quay rồi, trời ơi. Đợt trước tới quay nè mà là dì Mười nói là dì Mười không gặp, không ở nhà đó. Thắp máy chưa? Thấy đẹp không? Ok. Cơm tấm nhuyễn, cơm tấm nhuyễn, đặc biệt ở đây là cơm tấm nhuyễn. Siêu nhuyễn. Rồi trộn vô. Rồi ôi gà ngon quá mẹ ơi. Dạ. Đông lắm. Dạ đúng rồi. Bữa con nhớ đi đợt nào vô đông quá trời đông luôn. Ăn cơm tấm là sướng nhất là trộn. Cái đoạn trộn lên là mình khoái nhất cái đoạn này. Anh bỏ được vô cho em. Thầm cái chuyện này lên như này này nó cũng quá là nhiều luôn đấy. Đúng không? Đặc biệt là đồ chua con mười là có thêm dưa leo. Ừ. Cho nên là ăn nó giòn giòn ngon lắm. Ngon quá. Gà. Gà để xíu, cáp quá người ta nói. Đây, đường xá xa xôi mà anh không men với lại cô Thị Vân cái lại đây cũng rồi, thôi, thôi. Wow. Đây này chén trầm, chén trầm nó mát, nó hết đổ luôn. Dạ. Ở đây phải lại sớm. Dạ. Mấy anh bữa trước tới 8 rưỡi là hết sạch rồi luôn. Đây thôi, 8 giờ. Năm bữa đi Chủ nhật nó đông quá. Dạ. Dạ là như mười về đây. Giá bình dân đó con. Dạ. Một dĩa bao nhiêu vậy mười? Hôm Tết đó thì bán 40 qua Tết thì mười đấy sạch trộn lên tôi sụt chung 35 bí như vậy. Rồi, dĩa cũng 3 lần nè. 35 ngàn. Ừ. Đông con ăn thì mình trả là 45. Ừ. Còn ai thường không là 35. Dạ. Cơm tấm nhuyễn nữa, ngon. Ở đây bán phải gạo sai ấy, phải như Sài Gòn mình. Ừ. Sài Gòn là gạo về nữa trong kia ra. Ừ. Mà anh đi sai. Gà gà rất ngon. Cái vị gà nó ướp ngọt ngọt, họ uống ngọt 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 ngọt. Ngọt. Thôi con đủ rồi. Thôi con nhiều lắm. Thôi đừng. Thôi. Cho nó mê, ốm quá. Cho nó phải được bồi bổ. Bồi dưỡng tôi này chết luôn á. Cái nào cũng được cho thêm á. Đó. Còn để lát quy. Dễ thương không? Canh trong biển anh, ăn thử đi. Số mấy không quên rồi ta? 136/1 trên 1 đường Nguyễn Ngọc Nhật. Phường 4 thành phố Bến Tre. Sườn ngon. Dạ. Dạ không. Cái nào cũng ngon hết. Gà đặc biệt gà rất ngon. Gà này là vườn đó. Dạ. Gà vườn nhưng mà cái ướp và cái gia vị ngon. Dạ. Thôi, anh Sơn chơi hết dĩa luôn rồi. Dĩa bự quá. Ở đây làm dĩa vậy cho ta đồ hả? Dạ. Không hết nổi luôn á. Nổi dĩa cơm to quá.
Chả rất ngon. Có nấm mèo nó sực. Nó thơm lắm, chả rất là thơm luôn. Mà chấm chấm ngón tay rồi lấy nét á, chứ không mà nó không. Lâu có tay một tay máy mới cho nên là phải hướng dẫn cho em nó quay cho nó. Mà cái cơm tấm nhuyễn này nó làm cho mình nó ăn không nó ngán. Thấy nhiều mà vẫn ăn hết à. Càng quá. Ông nội tôi chấm. Ba đời em cơm tấm. Để bán 40 năm rồi. Ba đời. Ồ. Canh đông biển ngon quá trời. Canh đông biển tím rất ngon nha. Hơi bị xuất sắc. Trời ơi, canh đông biển ngon quá. Đây bán đến 10 giờ. Thời gian mở cửa là 6 giờ sáng tới 10 giờ. 10 giờ sáng buổi chiều là 16 giờ tới 20 giờ. Mỗi tuần nghỉ buổi chiều chủ nhật. Chủ nhật bán có buổi sáng thôi. À các bạn nhớ cái khung giờ nha. Hành trình tìm dĩa cơm tấm sáng nay tại Bến Tre. Hên quá đã quay lại được, trở lại được quán quen. Trời ơi, mới phát hiện đây bữa nay mới gặp được dì Mười. Không dạy đâu, gặp đi. Dạ, dạ, dạ. Cứ hỏi cô Mười là cô nào, đi tìm tìm phải không cô Mười. Mới đi chợ đi búa rồi, không gặp rồi, bữa nay có duyên. Con biết không, cái nói Mười cái nhiều người tưởng đâu gì là thứ Mười nó không có. Nó rõ ràng là con cháu không ở đây đông lắm. Dạ. Mình không có nói thật thà, rõ ràng nha là dự là thứ Mười. Dạ. Dì chỉ có thứ Năm mà. Vậy đây, cái ăn thứ Mười đó, dạ. Quen rồi. À, vậy bạn thân mến, nay gần 2 năm quay trở lại cái cơm tấm dì Mười ở Bến Tre. Bà con nhớ ghé ủng hộ nha, ngon lắm. 136/1 đường Nguyễn Ngọc Nhật, phường 2, thành phố Bến Tre. Đúng không dì Mười? Cảm ơn con, đúng rồi. Giỏi không? Một bài dễ sợ. Dạ, xin chào tạm biệt.